Kính thưa các bạn, hôm nay Tí Già xin chia sẻ chủ đề nói về Hãy ngừng sát sanh hại vật vì kỳ ba vô di đã đến Bây giờ là mình làm những cái nghề nào mà sát sanh hại vật cũng như là vớt cá, xịt cá gì đó các bạn Hay hoặc là giết mổ mua bán thịt gì đó À, những cái quán mà quán mà nhậu Mà có những cái con mà nó nhảy nhảy còn sống luôn Hoặc là gia đình mình Mà nếu như á Mà mình lỡ mua tôm cá sống gì đó các bạn Là phải thả ngay nha các bạn Không sát sanh hại vật Bởi vì kỳ này là kỳ vô di đã đến rồi Là bắt đầu thế gian dần dần hủ di biến mất Đó hủ di biến mất là như thế nào Giống như là hả À, mình à, không có làm ăn được nè rồi à, xe cộ coi như là không có à, à, tiền để đổ xăng nè những cái gì mà cao cấp những cái công ty nào mà à, cao cấp những cái công ty nào hiện đại các bạn biết hôn dần dần phá sản nó nói chung là hả đợi đến cái lúc mà khi mà đã chấm dứt rồi thì cũng có một cái thời gian ấn định cho nên Tiết Già chia sẻ trước cho các bạn coi như là ngừng sát sanh hại vật mà gọi là ha, mọi lúc mọi nơi luôn đừng có gì miếng ăn mà giống như là à, mình đưa vào cái xác phàm của mình những cái con tôm còn sống, những cái con cá còn sống như vậy đó là trong vô vi coi như là mình không nhìn thấy mà mình bị phạt trong cái kỳ ba này coi như là hạ vô vi mà cái thời kỳ á đã đến tức là Phật thánh tiên xuống thế để lập đời đó các bạn, đừng sát sanh nữa. Vì cả quả tức thì đó các bạn, bây giờ rất là nhiều người cả quả rồi. Tại vì các bạn chưa nhìn thấy chứ hả khi mà đã cả quả rồi rất là khổ đó các bạn. Cả quả là coi như là hạ nhãn tiền luôn những ai mà làm nghề gì đó là coi như bây giờ hãy chuyển đổi đi chuyển đổi tức khắc chứ không có còn mà gọi là chờ đợi nữa nha các bạn cái thời kỳ mà vô ghi á là các bạn biết rằng là không còn cứu kịp nữa hiện nay là phật thánh tiên đã xuống thế lập đời rồi sắc lệnh của trời ban tam giáo xuống trần và đang coi như diệt tà độ chánh bởi vì sao vô vi cho nên mình không nhìn thấy đó các bạn chưa thấy rõ Phật Thánh Tiên xuống Trần gian là tại vì sao biết hôn còn rất là nhiều người mê muội đó bây giờ mình đừng có mê muội nữa nó đã tới rồi phần này á là cũng như là có đồng tử sẽ độ cho những ai mà chưa chịu tu nha các bạn nói chung là bây giờ là trước tiên á là coi như là Đồng tử sẽ độ những người nào mà giống như là chưa tin hoặc là còn chần chờ gì đó các bạn. Đây là cơ mà gọi là lập công với tạo quá nên đồng tử của mẹ xuống trần coi như là hạ để cho ai mà còn mà chậm trễ chưa chịu tu. Nó phán đoán đại đồng là ngài luật trời thưởng phạt đó các bạn. Bây giờ các bạn nhìn đi, người mà được thưởng á thì lên xe xuống ngựa sống trong mà giàu có nhung lụa à, sống trong cảnh giàu sang phú quý nhà lầu xe hơi gì đó đúng không các bạn còn người bị phạt thì sống trong đói lạnh bệnh tật để trả nghiệp xưa các bạn thấy rõ ràng chưa bệnh viện á, thì bây giờ nó chật nứt người kỳ ba này là kỳ lập đời khai non dựng nước đó các bạn Ai ở đâu thì cứ ở đó mà tu nha, chứ đừng có nghĩ rằng là bây giờ ở quốc gia này được ở quốc gia kia không. Nói chung là ở nơi nào cũng không mà có thể mà trốn tránh khỏi hết, mình phải núp bóng từ bi đó các bạn. Vì người tu là có chư thần độ sát nha, cho nên các bạn đừng có lo. Các bạn chỉ lo một cái con đường duy nhất là một chữ tu thôi. Người đang sống trên thế gian ráng tu để được gì tiến quá xa hơn nữa các bạn ơi những em bé mà à, có mấy tuổi thôi mà đọc kinh lào lào các bạn thấy chưa rồi ăn cơm với chuối ăn cơm với tàu hũ có những em nói chuyện chưa rành nữa hai ba tuổi thôi nó bé tường lam thì còn được bốn năm sáu tuổi gì hen còn có những bé mới có hai tuổi thôi đó các bạn nhất định không chịu ăn thịt ăn cá các bạn thấy chưa? Nó các bạn chưa ăn chay thì ráng tập ăn chay niệm Phật nha các bạn. Kỳ này là coi như là kỳ hả? Coi như phải ăn chay niệm Phật chứ không có còn mà để giống như là à, từ từ hay là tu tâm tu gì nữa hết. Nó kỳ vô di này á là một cơ kỳ mà trong cái sự vận hành mà chuyển dịch của thiên đạo tức là cái cơ trời đã đến với trần gian đó các bạn là ứng danh cho một giai đoạn mà diễn biến các bạn thấy tại sao trần gian bây giờ có nhiều chuyện lạ kỳ quá vậy các bạn thấy chưa nào là dịch bệnh vừa qua nào là thiên tai lũ lụt nào là hạ đói khổ rồi bây giờ hả coi như tất cả những cái quán xá mà nào mà có à, rượu thịt là bắt đầu bán ế dữ lắm luôn các bạn thấy trần gian nó lạ chưa các bạn có biết rằng đây là những lời trong sấm truyền nha các bạn chứ không phải là những lời của mình trong sấm truyền nói rằng là các vị phật thánh tiên tại trần này nhưng mà sẽ không có làm những cái việc mà gọi là công tác quần quá hữu di không có cũng như là hạ đức phật hay là vị thánh nào mà giống như là hạ đi cứ cứu độ chúng sanh hết đó các bạn Nói chung là về cái phần vô vi này á là những vị này á là chỉ độ về cái phần tâm linh thôi. Nó chỉ thực hiện mà xứ lệnh vô vi thôi. Cho nên các bạn không có nhìn thấy giống như tự nhiên các bạn nói sao mà từ hồi nhỏ tới lớn á à, tôi nghèo khổ quá, à, tôi nhậu nhẹt sai xưa, tôi mê tiền mê bạc, tôi muốn danh lợi mà sao tự nhiên bây giờ ngộ ghê vậy tôi không có nhậu nhẹt nữa nè, tôi ăn chay niệm Phật nè nè nói tôi làm lành nè tôi buông hết tất cả nè tức là mình được độ trong vô vi đó các bạn cho nên mình hả làm sao mà thấy được những vị này á là còn chưa biết mình là ai nữa những cái gì mà hiện tại mà đang tu để thành phật thánh tiên tại thế những vị này chưa biết hoặc là đã mà biết rồi mà không dám lộ diện còn ẩn mình đó các bạn nói những vị này là ai vậy những vị đang tu nha các bạn đang tu tức là những vị này kiên tu buông bỏ hết nhà cửa xe cộ vợ con coi như là hả? không có còn xài tiền nữa thì những vị này trong tương lai coi như là sẽ gì sẽ phật thánh tiên tại thế đó các bạn những vị này là đang như thế này nè đang sống khép mình lặng lẽ để tiếp điển mà tu thân gọi là sống giữa chợ đời mà ô trượt cho nên nhiều khi mình nhìn thấy nhiều lúc mình thấy nó lạ kỳ mình thấy nó dị kỳ rồi nhiều người cũng mắng chửi những vị này mà người ta vẫn làm thinh đó các bạn thấy không coi như là những vị này cũng là thân phàm xác thịt như người tầm thường nha các bạn chứ các bạn đừng nghĩ rằng là à, phật thánh tiên là giống như sẹt sẹt có lửa hào quang đó các bạn hả cứ nghĩ rằng là những vị này cũng bình thường thôi nhưng mà hả nếu như khi đúng thời điểm thì nhận sứ lệnh mà gọi là hành động thì thượng thiên mới khai mở cái bộ đầu đó các bạn để họ tự ráp mà giống như nói với chơn linh của họ thì lúc này mấy vị gọi là đắc pháp quyền hư lục thông phát huệ đó là tiết gia học và chia sẻ để các bạn nhìn nhận rằng tại sao có phật tại thế mà mình không thấy tại vì mấy vị này chưa có đắc coi như là lục thông phát huệ lúc này nếu mà hả, những vị mà đã đắc đạo rồi những vị mà thành phật tại thế gian rồi thì trần gian coi như là thay phơi như bèo nha các bạn tại vì thường thường mà phật ra đời là thế gian rất là khổ cũng như là À, trần gian mà coi như tất cả chúng ta sống trong cái thời mạt pháp này giáo pháp suy đồi rồi mình hả cũng như chạy theo vật chất mình hỗn láo cha mẹ mình ngộ nghịch mình ham danh lợi từ chỗ đó coi như là tận diệt để coi như lập đời cho nên Phật Thánh Tiên mới có tại thế. Đó là tiết già học và chia sẻ cùng các bạn để các bạn coi như là đến với con đường đạo đó các bạn. Các bạn có biết rằng là những vị này à, nếu như mà đã coi như mình nhìn thấy rồi thì phải đợi đến lúc mà mật truyền biện pháp cho chân hiền tự ráp chân linh những con đúng đắn điển hình quy thành yếu lý siêu hình giảng ngay nó lấy ví dụ như là à, phật tích ca nè các bạn thấy không ngài sanh ra đâu phải là phật đó rõ ràng chưa nó ngài là thái tử là con của vua tịnh phạn và ngài cũng mang cái xác phàm như cũng như là chúng ta và ngài cũng có vợ có con đúng không các bạn mà nếu như á đọc những cái truyền thuyết ngày xưa hoặc là các bạn tìm hiểu đến cũng như là Phật pháp thì các bạn biết rằng là coi như là ngài là là con của một vị vua bình thường thôi nó hơn dân một chút thôi giống như ngài là được cũng như là quyền quý cao sang thôi chứ ngài cũng mang gì mang cái xác phàm đó rồi hả còn lại có vợ có con nữa các bạn thấy không nhưng mà ngài tu luyện thành đạo rồi mới là gọi là Phật thích ca khi nào ngài thành đạo đắc đạo ngài mới gọi là Phật thích ca đó giờ các bạn hỏi chứ Phật ở đâu đó thì các bạn thấy không mấy vị này giờ đang tu chờ coi như mật truyền biện pháp như là để mà tự ráp cái chân linh mấy vị này thì mấy vị này sẽ gì coi như là đắc đạo tại thế gian thì lúc này các bạn sẽ thấy Phật Thánh Tiên mà sợ cái lúc đó mình ngáp ngáp với các bạn không biết mình nhìn có được không cho nên tiết già phải chia sẻ để cho các bạn cũng như là ráng coi như là cái kỳ này mình phải ăn chay niệm Phật giống như mình tu mà mình không có dám mà hạ phạm một giới nào hết đó các bạn Tại vì mỗi lần mà Phật ra đời là trần gian nó khổ lắm các bạn ơi Vì thay đổi cái chu kỳ mà chuyển đổi cái quả địa cầu Rồi tận diệt người hung để lập đời nó chia sẻ cho những ai mà còn sống nghề sát sanh nè, hại vật nè, hãy ngừng ngay cho kịp. Đó là tiết già học và chia sẻ và mong mỏi tất cả những bạn nào lỡ làm những cái ngành nghề nào mà nó có dính dáng với gì. Xác sanh hại vật thì ngừng ngay ngày hôm nay mà mình chuyển đổi qua bán rau bán cải hay là bán đồ hũ bán hoa quả gì đó hay là tìm kế xanh nhai đó các bạn tại vì tiết già cũng đã từng khổ biết bao nhiêu lần từng mở tiệm phở cắt thịt coi như là hả chiên thịt tất cả những gì tiết già dạ đã làm qua đầu bếp mà các bạn nhưng mà hả đỡ có cái là tiết già dạ coi như là thấy cũng như rùng mình và rất là sợ khi mà tìm hiểu đến con đường phật pháp tiết già dạ chuyển đổi và ngừng nghỉ ngay không có buôn bán nữa và tu tới bây giờ luôn đó các bạn video tiết già dạ chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo